Chào bà con cô bác, hôm nay đến kênh ăn là TK Bonsai ạ. Cũng có về nhiều nhiều phôi ông trang bà con cô bác có đủ màu và khí gân xin bà con cô bác xem kênh ủng hộ cho Phụng. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó số Zalo luôn nha bà con cô bác. Địa chỉ của Phụng là ở xã Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long mà. Ngày mới cho chúc bà con cô bác vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe. Mà cảm ơn bà những vị khách đã mua chợ ủng hộ cho Phụng những clip vừa qua, thành thật cảm ơn bà con rất nhiều ạ. Xin vào cây số 1 đi nha bà con. Cây này là cây phôi trang, phôi trang nha bà con. Đây là cây mã số 1 là phôi trang màu cam nha bà con. Xin đo thông số nha bà con. Chiều cao của nó là 12. Hoành của nó đo theo như vậy là nó 20 nha bà con. Đó, một cây hoa trang màu cam nha bà con, mã số 1, phòng giao lưu là 800.000 bao ship toàn quốc nha bà con. Tiếp theo đây là mã số 2 nha bà con, cũng hoa trang màu cam nha bà con. Về có mấy cây màu cam thôi, có 3-4 cây thôi bà con ơi, màu cam hiếm lắm bà con ơi. Chiều cao của nó là 17. Hoành của nó là 16. Mã số 2 này phòng giao lưu là 600.000 nha bà con. Tiếp theo là mã số 3 nha bà con, cũng là phôi trang màu cam nha bà con. Cái này toàn bộ là lá nhỏ lắm nha bà con. Này chơi bonsai dễ thương lắm bà con ơi. Chiều cao của nó là 18. Hoành của nó là 19. Mã số 3 này Phụng giao lưu là 700.000 nha bà con. Phụng bao ship hết trơn nha bà con. Tiếp theo là mã số 10, mã số 4 nha bà con, cũng là cây phôi trang màu cam nha bà con. Chiều cao của nó là 15. Hoành của nó là 13. Mã số 4 này Phụng giao lưu là 500.000 nha bà con. Tiếp theo là mã số 6 nha bà con. Cái này qua phôi trang màu đỏ nha bà con. Lá nhỏ bà con ơi. Chiều cao của nó là 16. Hoành của nó là 18. Cái này mấy ngày mà lên tược đó bà con. Sống khỏe lắm bà con ơi. Mã số 5 này Phụng giao lưu 700.000 nha bà con. Tiếp tục là cũng là phôi trang màu đỏ nha bà con. Đó là mã số 6. Chiều cao của nó là 18. Hoành của nó là 15. Mã số 6 này Phụng giao lưu 800.000 nha bà con. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó số Zalo luôn nha bà con. Bà con xem kênh ủng hộ cho Phụng 1-2 cây nha bà con. Chiều cao của nó là 13. Hoành của nó là 17. Mã số 7 này Phụng giao lưu là 500.000 nha bà con. Tiếp theo là mã số 8 nha bà con, cũng là phôi trang màu đỏ lá nhỏ nha bà con. Chiều cao của nó là 14. Hoành của nó là 16. Mã số 7 này Phụng giao lưu là mã số 8 này Phụng giao lưu là 800.000 nha bà con. Tiếp theo là mã số 9, cũng là phôi trang màu đỏ lá nhỏ nha bà con. Chiều cao của nó là 16. Hoành của nó là 15. Mã số 9 này Phụng giao lưu là 600.000 bao ship bà con ơi. Tiếp theo là mã số 10 nha bà con. Cái này là hoa phôi màu vàng nha bà con. Chiều cao của nó là 16. Hoành của nó là 19. Mã số 10 này Phụng giao lưu 800.000 nha bà con. Tiếp theo là mã số 11 nha bà con, cũng là phôi màu vàng nha bà con. Chiều cao của nó là 13. Hoành của nó là 19. Mã số 11 này Phụng giao lưu 700.000 bà con ơi. Tiếp theo mã số 12 nha bà con, cũng phôi màu vàng nha bà con. Màu nào là đúng màu nấy luôn nha bà con cứ yên tâm.
chiều cao của nó là 16. Hoành của nó là 17. Mã số 12 này Phụng giao lưu 600 ngàn nha bà con. Tiếp theo là mã số 13 nha bà con. Cái này cây trang cũng trang màu vàng nha bà con. Chiều cao của nó là 13. Hoành của nó là 16. Mã số 13 này Phụng giao lưu 600 ngàn nha bà con. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó số Zalo luôn nha bà con. Tiếp theo là mã số 14 là phôi, cũng phôi màu vàng nha bà con. Chiều cao của nó 13. Hoành của nó là 16. Mã số 14 này Phụng giao lưu 600 ngàn bà con ạ. Tiếp theo là mã số 15 cũng là phôi màu vàng bà con ạ. Chiều cao của nó là 16. Hoành của nó là 18. Mã số 15 này Phụng giao lưu là 700 ngàn nha bà con. Tiếp theo là mã số 16 nha bà con, cũng hoa màu vàng ạ. Chiều cao của nó là 15. Hoành đo theo vị trí này là 20 nha bà con. Mã số 16 này Phụng giao lưu 600 ngàn bà con này. Tiếp theo mã số 17 cũng là phôi màu vàng nha bà con. Chiều cao của nó là 14. Hoành của nó là 18. Phụng giao lưu mã số 17 này là 700 ngàn bao ship bà con này. Tiếp theo là cây sa trang này, cây trang sen nha bà con. Sen là sen lá nhỏ bà con, hoa nó thơm bà con. Chiều cao của nó là 16. Cũng có 3 cây trang sen thôi. Hoành của nó đo theo vị trí này nó là 20 nha bà con. Mã số 18 này là Phụng giao lưu là 700 ngàn nha bà con. Tiếp theo là mã số 19 nha bà con, cũng là phôi trang sen nha bà con. Trang sen lá nhỏ, hoa nó màu đỏ bà con. Chiều cao của nó là 19. Hoành của nó cũng 19 luôn. Tiếp theo là mã số 20 này 700 ngàn nha bà con. Trang sen ạ. Mã số 21 này là cây trang sen, cô là cái phôi nó cuối cùng đó nha bà con. Mã số 19 nha bà con, hồi nãy nó lộn mã số, bây giờ theo mã số nào bà con chốt theo mã số nấy nha bà con. Chiều cao của nó là 16. Hoành của nó là 17. Mã số 19 này Phụng giao lưu là 700 ngàn nha bà con, bao ship toàn quốc bà con ơi. Rồi Phụng ngưng cái này là ngưng qua cái phôi, qua chuyển qua vài cây tàn màu tím sen nha bà con. Rồi tiếp theo là mã số 21, cái này là phôi trang tàn nha, màu tím sen nha bà con, lá nhỏ bà con. Phụng xin đo thông số nha bà con. Chiều cao của nó là 82. Tán ngang của nó là 75. Được hai cây tàn đó bà con ơi. Hoành của nó là 15. Đế rất dễ thương nha bà con. Cái này cũng già cây bà con ơi. Hoành mã số 21 này Phụng giao lưu là 900 ngàn bao ship nha bà con. Tiếp theo này mã số 22 nha bà con. Đó, có hai cây tàn màu tím sen thôi bà con ơi. Chiều cao của nó là 96. Tán ngang của nó là 90. Hoành của nó là 14. Mã số 22 Phụng giao lưu là 900 ngàn bao ship luôn nè bà con. Theo là Phụng giao có 14 cây khế găng nha bà con. Nó cũng già găng guốc trơn bà con ơi. Xin đo thông số. Chiều cao của nó là 69. Hoành của nó là 22. Nó lắc
rất là lượng lắm nha bà con, nó hơi bay bay nữa. Mã số 23 Phụng Giao lưu 900.000 nha bà con, khế gân bà con ơi. Tiếp theo là mã số 24 nha bà con, cũng là cây khế gân luôn. Đó. Nó lắc mà nó già, bà con nó nhỏ thì mà nó già thiệt. Chiều cao của nó là 79. Hoành của nó là 24. Đó, mã số 24 này Phụng giao lưu là 900.000, bao ship bao sống cho bà con luôn nha bà con. Rồi xin đổi phép đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 25 nha bà con, cũng là cây khế gân luôn. Bà con ơi, huyện Bình Tân nói chung là hết khế gân rồi bà con ơi. Còn mà nhỏ không mà chứ không có lớn nữa. Chiều cao của nó là 92. Nó lắc lắc cái dáng này nhìn thấy nó cũng quá quá cây không bà con ơi. Hoành của nó là 21. Rồi mã số 25 này Phụng giao lưu là 1 triệu nha bà con. Xin phép đổi cây. Tiếp theo này mã số 26 nha bà con, cũng là cây khế gân luôn. Xin đo thông số bà con này, chiều cao của nó là 80. Hoành của nó là 20. Đó, mã số 26 này Phụng giao lưu là 900.000 nha bà con, bao sống bao ship cho bà con luôn. Đổi cây bà con này. Rồi tiếp theo là mã số 27 nha bà con. Lô cây của Phụng về khế này nó cũng mới quái lắm bà con ơi. Chiều cao của nó là 72. Hoành của nó là 22. Rồi mã số 27 này Phụng giao lưu 900.000 nha bà con. Rồi đổi cây bà con ạ. Tiếp theo là mã số 28 nha bà con, cũng là khế gân rồi. Số điện thoại của Phụng là 0939866039, số đó số Zalo nha bà con. Chiều cao của nó là 63. Đo theo cái hoành hiện tại như vậy là nó 22. Nó già căng guốc mà con, ngày lớn thì nó u cục luôn. Rồi mã số 28 này Phụng giao lưu 700.000, bao ship bao sống nha bà con luôn nha bà con. Đổi cây bà con ạ. Tiếp theo là mã số 29 nha bà con, cũng là khế gân. Chiều cao của nó là 65. Cây này nhỏ nhỏ mà nó lắc lắc. Hoành của nó là 19. Khế gân là dễ sống lắm nha bà con. Chiều cái mã hoành ha, mã số 29 này Phụng giao lưu 600.000, bao ship cho bà con nha bà con. Xin phép đỡ cây ạ. Rồi tiếp theo là mã số 30 nha bà con. Khế gân á. Chiều cao của nó là 62. Nó lắc thì lắm lắc luôn. Cây nào cũng lắc vậy. Hoành của nó là 24. Rồi, mã số 30 này Phụng giao lưu 800.000 nha bà con. Trồng càng già càng găng guốc, càng nu càng nặng nha bà con, thấy găng là gì. Rồi, xin phép đổi cây nha bà con. Tiếp theo là mã số 31 nha bà con, cũng là cây khế găng ạ. Chiều cao của nó là 48. Hoành của nó là 21. Rồi mã số 31 này Phụng giao lưu là 800.000, bao ship bao sống nha bà con luôn bà con ơi. Xin phép đổi cây nha bà con. Rồi tiếp theo này mã số 32 nha bà con. Đó, nó già nó dị đó, u nằm mà cây này lắc nè thiệt. Chiều cao của nó là 55. Hoành đo theo vị trí này là nó 17 nha bà con. Rồi mã số 32 Phụng giao lưu là 900.000 nha bà con. Xin phép đỡ cây bà con ạ.
Tiếp theo là mã số 33 nha bà con. Chiều cao của nó là 66. Vành của nó là 25. Mã số 33 phụng giao lưu là 1 triệu nha bà con. Bao ship bao sắm nha bà con luôn bà con. Xin phép đổi cây bà con ạ. À. Tiếp theo là mã số 34 nha bà con. Chiều cao của nó là 49. Vành của nó là 22. Mã số 34 này phụng giao lưu là 900 ngàn bao ship cho bà con nha bà con. Xin phép đổi cây bà con này. Tiếp theo là mã số 35 nha bà con. Chiều cao của nó là 50. Hoành của nó là 21. Cây này dán lắm nó đây. Mã số 35 phụng giao lưu là 1 triệu nha bà con. Xin phép đổi cây bà con ạ. À. Tiếp theo là mã số 36 nha bà con. Đó. Nhìn ngoài là thấy cây nó biết nó già bà con. Chiều cao của nó là 28. Đo tổng lại cái này nha bà con. Tổng của nó là 38 luôn. Này đã nó liền chân rồi bà con nha, chứ không phải là hai thân đâu nha bà con. Rồi, mã số 36 phụng giao lưu là 1.100.000 bao ship cho bà con nha bà con. Rồi, xin phép đổi cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 37 là mã số cũng của clip rồi đó nha bà con. Chiều cao của nó là 36. Này đo như vậy đi. Hoành cái thân cây bên đây thì nó 18. Vì là nó nói chung là nó liền trơn rồi chứ không phải là hoành thân bên đây, hoành thân bên kia nha bà con. Rồi, mã số 37 phụng giao lưu là 1.100.000 luôn bà con. Mã số này là mã số cuối clip của Phụng ngày hôm nay rồi đó bà con. Bà con xem kênh ủng hộ cho Phụng Khế Găng và Bông Trang nha bà con. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó số Zalo luôn nha bà con. Chúc bà con ngày mới vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. À, chào bà con, hẹn bà con lại clip sau.